Thị đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thị xã Phú Mỹ tổ chức liên hoan Em là mầm non của Đảng lần thứ hai. Các câu lạc bộ, đội nhóm, trường học tham gia liên hoan có gần 500 đoàn viên, đội viên đến từ 21 trường học trên địa bàn thị xã. Trong đó khối tiểu học có 10 đội, khối trung học cơ sở 8 đội, khối trung học phổ thông 3 đội. Mỗi đội tham dự liên hoan Em là mầm non của Đảng lần thứ hai, các câu lạc bộ, đội nhóm, trường học của thị xã Phú Mỹ biểu diễn một tiết mục. Các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam, khát vọng của tuổi trẻ trong xây dựng đất nước và các bài hát truyền thống đoàn đội. Nhiều tiết mục được chuẩn bị công phu, dàn dựng chu đáo. Liên hoan Em là mầm non của Đảng là hoạt động thiết thực chào mừng 81 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và kỷ niệm lần thứ 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là chào mừng Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Phú Mỹ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027.